khoa Trung văn Đại học Ngoại ngữ. Ngoại ngữ Đại học Trung văn Hệ. Ngoại ngữ Đại học Trung văn Hệ. Khoa Trung văn Học viện Ngôn ngữ. Ngữ ngôn Học viện Trung văn Hệ. Ngữ ngôn Học viện Trung văn Hệ. Trung văn Hệ và Hán ngữ Hệ là hai khoa khác nhau. Hay nói lại, nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh. Quan hệ quốc tế. Quốc tế quan hệ. Quốc tế quan hệ. Chuyên ngành quan hệ quốc tế. Quốc tế quan hệ chuyên nghiệp. Quốc tế quan hệ chuyên nghiệp. Khoa Trung văn. Trung văn Hệ. Khoa Đông phương. Đông Phương Hệ. Đại học Trung Hoa. Trung Hoa Đại học. Khoa Trung văn Đại học Trung Hoa. Trung Hoa Đại học Trung văn Hệ. Trung Hoa Đại học Trung văn Hệ. Nghiên cứu sinh của Khoa Trung văn Đại học Trung Hoa. Trung Hoa Đại học Trung văn Hệ của nghiên cứu sinh. Trung Hoa Đại học Trung văn Hệ của nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh của Đại học Đông Phương. Đông Phương Đại học của nghiên cứu sinh. Đông Phương Đại học của nghiên cứu sinh. Bây giờ hãy nghe từ văn học. Văn học. Trong đó từ văn trong Trung văn, học trong học tập. Văn học. Âm Hán Việt là văn học. Văn học. Văn học. Trung văn. Trung văn. Trung văn. Anh văn. Anh văn. Anh văn. Hãy nghe từ hiện đại. Hiện tại. Hiện tại. Hiện. Hiện. Tại. Tại. Hiện tại. Hiện tại. Hay nói hiện đại. Hiện tại. Hiện tại. Văn học hiện đại, nguyên văn là hiện đại văn học. Hiện đại văn học. Hiện đại văn học. Chuyên ngành văn học hiện đại. Hiện đại văn học chuyên nghiệp. Hiện đại văn học chuyên nghiệp. Chuyên ngành quan hệ quốc tế. Quốc tế quan hệ chuyên nghiệp. Quốc tế quan hệ chuyên nghiệp. Chuyên ngành của mình là văn học hiện đại.
我的专业是现代文学。我的专业是现代文学。 Lưu học sinh của khoa Trung văn Đại học Trung Hoa. Trung Hoa Đại học Trung văn Xì để lưu học sinh. Trung Hoa Đại học Trung văn Xì để lưu học sinh.